Chào 500 anh em. Hôm nay là Hoàng Vũ sẽ làm một cái video và Hoàng Vũ sẽ phân tích về vấn đề mà đóng chip Vega, chip Bắc, chip Nam trên mainboard MacBook nha mọi người. Thì đóng chip Vega, chip Bắc, chip Nam trên mainboard MacBook là một cái thao tác là gọi là mình thông qua quá trình dùng máy đóng chip chuyên dụng đó. Chúng ta sẽ nấu cái chì chì trên chân chip và trên mainboard. Nó sẽ chì qua thời gian sử dụng nó sẽ bị oxy hóa. Thì thông qua quá trình này thì khi mà chì nó sôi lên này thì nó sẽ tạo ra cái độ kết nối, kết dính giữa chip và mainboard trở nên tốt hơn là một trường hợp. Trường hợp thứ hai, thông qua quá trình đóng chip này thì nhiệt độ nó sẽ reset cấu trúc transistor trong con chip, thì nó sẽ làm ảnh hưởng tới con chip, nó gây tác động đến con chip thì nó trở nên hoạt động bình thường, là có hai trường hợp như vậy. Thì quy trình đóng chip Vega, chip Bắc, chip Nam trên mainboard MacBook, đầu tiên là các bạn thấy đó, mình sẽ cho kinbond vào. Kinbond là chất xúc tác, nó có tác dụng là nó sẽ làm cho chì mau chảy hơn và nó sẽ làm cho giảm lượng oxy hóa, tăng sự kết dính giữa chip và mainboard. Nó cũng đồng thời là nó làm cho chì mau chảy để tránh chip bị ảnh hưởng tác động nhiệt quá trình đóng chip quá lâu. Thì chì kinbond này nó cũng có tác dụng là giúp chúng ta đóng chip hay là tháo chip, thay chip thì nó giờ trở nên là dễ dàng hơn. Đó là vấn đề là chì kinbond, các bạn thấy mình đưa chì vào. Tuy nhiên thì ở các dòng mà model đời mới bây giờ đó thì Apple nó đã tích hợp, nó đã tích hợp chip Bắc, chip Nam, các màn hình full CPU là đối với trường hợp mainboard. Một số đời main á thì nó tách ra, CPU nó sẽ gom chung luôn, nó sẽ quản lý nhiều thứ trong đây. Nó bao gồm luôn chip Bắc, chip Nam luôn. Thì có những mainboard, những cấu hình nó sẽ có là Vega rời ra đó, thì chúng ta đóng Vega. Còn một số trường hợp thì nó tích hợp vô CPU luôn. Đơn cử như những dòng chip M1 hiện tại thì nó tích hợp vô hết M1 luôn. Khi gặp sự cố gì thì mình chỉ có là can thiệp chip M1. M1 rất khó thay, rất khó đóng nha mọi người. Đòi hỏi là kỹ thuật viên phải có kỹ năng đóng chip, thay CPU thật là tốt. Khi gặp những vấn đề về chip Vega, chip Bắc, chip Nam, chip CPU trên mainboard MacBook hiện nay.